Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với Phê Chuyện và mình là Trung. Như các bạn đã biết thì vừa rồi Netflix đã cho ra season mới nhất của series phim truyền hình đang rất được yêu thích, đó chính là Daredevil. Và như những gì mình đọc được thì Daredevil season 3 đang được đánh giá là một trong những show hay nhất thời điểm hiện tại. Vẫn tiếp nối phong độ từ hai season trước và thực sự bùng nổ ở season hiện tại, Daredevil đang mang lại nguồn hy vọng rất lớn cho tất cả các TV series siêu anh hùng đang được truyền thể. Và không dừng, hôm nay tự nhiên chúng mình lại nói đến Daredevil. Trong chuyên mục kể chuyện đêm khuya hôm nay, chúng mình quyết định sẽ mang đến cho các bạn một đầu chuyện thuộc hàng kinh điển của Daredevil. Mà đầu chuyện này là một trong những nguồn cảm hứng lớn nhất để xây dựng nên series Daredevil hiện tại. Vậy đầu chuyện mình đang nói đến ở đây là gì? Tất nhiên rồi, Daredevil, The Man Without Fear. Và không để các bạn chờ lâu nữa, hãy cùng bắt đầu thôi. The Man Without Fear được mở đầu với một số lời giới thiệu về cậu bé Matt Murdock và khu dân cư Hell's Kitchen, nơi mà Matt đang ở. Ngoài hè ở khu Hell's Kitchen Manhattan, ban ngày thì đầy nắng nóng và đầy những tệ nạn, ban đêm thì thành phố trở nên sôi động và không ngủ. Cùng với những tiếng ồn ào của phố xá như đang kêu gọi cậu bé này, cậu bé Matt Murdock. Nó kêu gọi, hứa hẹn những thứ mà Matt chưa thể hiểu rõ. Ba cậu sắp về nhà, Matt sẽ nhảy thẳng ra nhìn thẳng vào bầu trời đêm và chờ đợi cho đến khi bình minh lên. Matt là một cậu bé rất nghịch ngợm. Đến đây, chúng ta có thể phần nào hình dung ra được môi trường sống của Matt là khu Hell's Kitchen và hoàn cảnh gia đình của Matt khi bố cậu là một người rất bận rộn. Matt cơ bản cũng khá giống với những đứa trẻ khác trong khu. Và câu chuyện về cậu bé Matt Murdock được bắt đầu vào một buổi sáng trên một con phố của Hell's Kitchen. Cán bộ công an phường Leawood vẫn tiếp tục với công việc thường ngày của mình. Ông đang định phạt một đám trẻ con nghịch ngợm, tuy nhiên thì đám trẻ chống chế. Bọn cháu có đánh ai đâu? Cô cậu đang phạm luật. Kia là vòi cứu hỏa của thành phố và cô cậu đã phá hỏng nó. Ông chỉ là một lão cán bộ quen mà thôi. Gãy to nhỉ cô bé, hãy xem lại cách ăn nói hoặc không cho lên phường nhẹ cưng. Tại sao các cô cậu không bao giờ tiếp thu được cái hay cái đẹp thế nhỉ? Giống như cậu Murdock ấy, luôn tốt đời đẹp đạo mà. Xoẹt, một cánh tay lướt qua hông ông cán bộ và ta-da, dù cui biến mất. Thì ra trong lúc cãi vã giữa cán bộ và đám nhóc thì có một cậu bé áo đỏ bịt mặt từ đâu đó lướt cách cướp lấy dùi cui của ông cán bộ. Ông cán bộ đuổi theo, nhưng sao mà đuổi được một cậu bé có thân pháp cực nhanh như này? Sau khi trốn thoát, cậu bé bị mặt trèo lên một căn nhà. Thì ra cậu bé nghịch ngợm này chính là cậu bé Matt Murdock của chúng ta. Nơi Matt chạy trốn chính là một phòng tập và Matt giấu chiếc dùi cui vào một cái tủ trống. Matt trở về nhà và hy vọng rằng cha mình sẽ không cảm thấy buồn nữa. Nhưng ông ấy ngồi đó, trên tay vẫn là bức ảnh cũ ngày nào và trên đó là hình ảnh của một người phụ nữ. Nhưng tất nhiên ông ấy không bao giờ nói bà ấy là ai. Cha của Matt Murdock là Jack Murdock và là một võ sĩ boxing. Theo như lời dẫn thì chắc chúng ta cũng không biết rõ mẹ của Matt là ai, nhưng theo dự đoán thì chắc người phụ nữ trong ảnh có thể là mẹ của Matt. Jack Murdock tuy là võ sĩ boxing, tuy nhiên ông cũng bị đám bồ sâu dằn mặt khi chúng bắt ông phải làm bảo kê thu họ nhằm trục lợi cho chúng. Có thể thấy cuộc đời của Jack Murdock cũng rất nhiều đau khổ và nguy hiểm khi ông phải dấn thân vào con đường máu. Con phải hứa với ta con trai, nhưng con không thể đi học được. Bọn trên lớp xỉ nhục con, chúng gọi con là thằng éo lả, bọn nó gây sự với con. Con muối táng vào mặt chúng nó, ba có thể đánh chúng nó mà, đúng không? Đúng, ba có thể quất chết hết bọn nó. Nhưng hãy nhìn nắm đấm, bạo lực đã biến ta thành thứ gì đi. Chúng ta nợ mẹ con những điều tốt đẹp, con trai ạ. Con phải kiềm chế bản thân, hãy tập trung học hành, con không được giống như ta, hứa với ta nhé, con trai. Matt hứa với ba mình, nhưng chỉ phải tuần sau, thay vì ngoan ngoãn, Matt lại muốn chứng tỏ mình với bố. Ba, cuối cùng con cũng đã đập cho bọn kia ra bã, cảm giác tuyệt lắm ạ. Chết tiệt, Matt, chát, Jack tức giận. Và con mình một phát nổ đom đóm mắt. Choáng váng trước những cơn phẫn nộ của cha mình, cậu bé Matt dẫn dỗi chạy ra một chỗ bỏ hoang mà suy nghĩ về những gì mình đã làm và những gì đã xảy ra. Có bé đã nảy ra cho mình một chân lý: bất kỳ ai cũng có thể làm việc xấu, con người ai cũng có thể trở nên xấu xa. Để không bị tha hóa, cách duy nhất là tuân thủ những nguyên tắc của bản thân, của luật pháp. Trong màn đêm dài và cô đơn, lý tưởng của cậu bé Matt được nhanh từ đây. Cậu bé quyết định sẽ học luật và kiến tạo nên những quy tắc cho bản thân. Đó là sự lựa chọn đúng đắn. Tuy nhiên, Matt luôn phải đối mặt với những lần trêu ghẹo và khiêu khích từ bạn bè. Chúng đã cho cậu một cái biệt danh là Daredevil. Đây cũng là cái tên đi theo Matt đến khắp sau này, tạo cho cậu một nhân dạng mới, một nguồn cảm hứng mới. Mỗi giờ ra chơi trở thành địa ngục với Matt. Cậu bị bạn bè bắt nạt, nhưng cậu vẫn kiên định với quy tắc của bản thân. Cậu không phản kháng lại, cậu để cho bọn chúng đánh cậu trong tiếng hò reo của những đứa trẻ xung quanh, Daredevil, Daredevil, và cả những tiếng xỉa xói từ chúng nữa. Mày nên đánh lại Matt ạ, mạnh đầu lá quá. Và rồi, Matt tìm ra cho mình một nơi dãy bày tâm sự của mình. Đó là một phòng tập với bao ca trước mặt. Thời gian trở nên vô tận, và chúng là quãng thời gian bí mật của cậu, cách ly cậu với cuộc sống khốn nạn bên ngoài. Mỗi một phát đấm như một công cụ xua toan sự tức giận của Matt đối với thế giới bên ngoài. Nó cứu rỗi cho đống cảm xúc hỗn độn của Matt. Và từ trong bóng tối, một người đàn ông đội mũ bí ẩn đang theo dõi Matt, im lặng, bất động và cảm nhận sự tức giận của Matt. Lão chỉ đứng đó và chờ cái ngày mà Matt sẽ gặp lấy đinh mệnh của đời mình. Và rồi thì cái đinh mệnh của Matt cuối cùng đã tới. Vào cái ngày hôm đấy, cái ngày mà Matt sẽ không bao giờ quên được, cái ngày cuối cùng mà Matt Murdock nhìn thấy ánh sáng nhân gian vì cứu sống một người đàn ông mù suýt bị đâm bởi một chiếc xe tải chứa hóa chất phóng xạ. Matt đã bị nhiễm hóa chất vào mắt, cậu chìm vào sự đau đớn và bóng tối, mặt cậu không thể nhìn được nữa. Matt đã bị mù. Vài tuần sau, Matt gặp những sự biến đổi trong cậu sau vụ tai nạn. Cậu có thể nghe được những thứ âm thanh từ xa, tai cậu nghe rõ hơn. Tuy nhiên, đằng sau cậu là đoạn nói chuyện giữa bố cậu và những người đàn ông lạ mặt. Có vẻ như Jack Murdock đang dính vào một cái chuyện gì đó không được tốt đẹp cho lắm, và ông đang bị những khách lạ mặt này đe dọa. Sau vụ tai nạn, cuộc sống thường nhật của Matt rất khó khăn. Trên đường, vì thấy hoàn cảnh của Matt, mọi người thương cảm cho cậu, ai cũng muốn giúp cậu qua đường. Nhưng đâu đó ở một góc phố, tồn tại một gương mặt lạnh lùng, không chút thương cảm, không chút hỉ nộ ai ố, không chút cảm xúc đang theo dõi Matt. Cuối cùng, con người làm thay đổi cuộc đời Matt đã tới. Vậy, người đàn ông bí ẩn này là ai? Chúng ta hãy cùng tiếp tục nhé! Đêm hôm đó, trong phòng tập, nơi đã từng là địa điểm bí mật yêu thích của Matt, giờ đây tràn ngập những giọt nước mắt, sự thất vọng, sự tức giận từ cậu bé Matt Murdock tội nghiệp. Matt chật vật với thanh xà kép, cậu không thể nhìn được nữa, cậu bất lực và vô dụng, cậu không thể làm gì cả. Matt Murdock gục ngã và khóc thương cho số phận của mình. Đang trong cơn hỗn loạn, bỗng một giọng nói vang lên: "Ngừng khóc lóc lại và đứng dậy lên." Matt mèo mèo đáp: "Ai vậy?" Và rồi người đàn ông bí ẩn dẫn Matt đến một khu phế liệu. "Từ lúc sinh ra, ta đã bị mù rồi nhóc, nhưng ta đã tồn tại bằng cách của riêng ta. Cậu sẽ tập luyện ở đây, và nếu cậu đủ tiềm năng, ta sẽ biến cậu trở thành một chiến binh. Tuy nhiên, nó sẽ không dễ dàng đâu. Cậu nhu nhược và yếu đuối, nhưng tất nhiên ta sẽ cho cậu một cơ hội để thể hiện, bởi vì dù sao, ta cũng đang cần tất cả những sự hỗ trợ tốt nhất có thể." "Hỗ trợ gì vậy?" "Không hỏi linh tinh nữa, giơ tay cậu ra. Hãy cảm nhận không khí xung quanh cậu." "Nhưng mà không có gì ở đây cả." "Trật tự, tập trung vào. Không khí đang thổi vào trong đây. Một bức tường đang rất gần đây. Cảm nhận nó. Tiếp theo là bức tường khác. Hãy cảm nhận nó và hãy tập trung." "Nhưng không có gì cả." Người đàn ông bí ẩn giờ đang huấn luyện cho Matt Murdock. Lão đang dạy cậu những bài học cơ bản nhất cho một chiến binh mù, bài học cảm nhận không gian xung quanh mình. "Cậu có cảm thấy gì không?" Giọng người đàn ông tiếp tục vang lên, kèm theo đó là một phát vả cực nhanh. Chát rất đau. "Ái rồi ôi, đau quá!" Matt kêu lên, nhưng người đàn ông lại tiếp tục vả cậu thêm một phát nữa. Matt cua tay vô vọng trong bóng tối theo phản xạ của mình, nhưng tay cậu chỉ đập vào trong không trung mà thôi. Tiếp tục là một phát gõ đầu từ người đàn ông. Matt lại tiếp tục ôm đầu vì đau. Vụt, một phát gõ đầu nữa từ người đàn ông, nhưng cốp, lần này vô tình Matt đỡ được phát đánh từ người đàn ông. Cậu rất ngạc nhiên vì một phát đỡ đòn xuất thần của mình. "Sao cháu lại làm được vậy ạ?" Matt ngạc nhiên. "Ăn mày thôi, đừng có mà quẩy sớm," người đàn ông đáp. Ngày tháng trôi đi, cuộc sống của Matt dần dần thay đổi. Cùng với vị sư phụ mù mới mà Matt chỉ có thể cảm nhận được qua giọng nói đầy đinh thép của lão, Matt tìm được cho mình hy vọng sống. "Làm thế quái nào mà người mù lại bắn tên được vậy sư phụ?" "Game là dễ, xem đây," lão sư phụ nói và giơ cung lên bắn. Piu, 3 mũi tên bắn ra và thật vi diệu, cả 3 mũi tên đều trúng đích. "Nào, giờ đến lượt đồ đệ. Tìm lấy hồng tâm, ngửi nó, cảm nhận nó. Hãy tập trung đi." Piu, mũi tên bay ra nhưng lại trúng vào một cái cửa sổ thay vì hồng tâm. "Chán vãi, bắn lại," sư phụ mù nói. Tiếp tục là những câu nói bắn lại liên tục từ lão. Quả thực rất khó khăn cho một người mù khi họ phải bắn tên, nhưng rồi Matt cũng thành công nhờ vào nỗ lực của mình. Chiu, băng, 2 mũi tên trúng hồng tâm chẻ đuôi nhau và cuối cùng Matt đã thành công. Màn đêm luôn là lúc tuyệt nhất khi mà Matt thường thức dậy trước bình minh, và Stick, tên của vị sư phụ mù của cậu, luôn đang chờ ở đó. Họ cùng băng qua những mái nhà cùng nhau luyện tập như những nhẫn giả. Một buổi sáng mùa xuân tại công viên trung tâm, Jack Murdock đang luyện tập. Một võ sĩ cần giữ được cho mình phong độ và thể lực. Anh cũng dần đang lấy lại được bản năng võ sĩ của mình. 6 chiến thắng và 6 knock out, Đây là một thành tích gần như không thể đối với một võ sĩ đang ở bờ dốc sự nghiệp như anh. Và giờ, Jack đang chuẩn bị cho một trận đấu sẽ được diễn ra ở Madison Square Garden. Anh cô qua đây, Mô Đọc ạ. Anh đâu còn trẻ trung gì nữa. Một chiếc xe limo sang trọng từ sau vượt lên ngang tầm Jack và một giọng nói bên trong xe cất lên. Tôi vẫn quẩy tốt mà, Fixer. Thôi nào, cậu nghĩ tự dưng mà cậu ăn được một đống knock out như vậy ư? Cậu biết tại sao thiên hạ lại gọi tôi là The Fixer không? Cậu già rồi, tôi đang cho cậu ít hương vị chiến thắng và cậu đang kiếm cho tôi một đống tiền tư đó. Nhưng cậu hãy nhả game ngày mai đi, Murdock. Cuộc nói chuyện kết thúc và chúng ta hãy cùng đến với trận đấu của Jack Murdock ở đêm hôm sau. Cùng hướng tới kết quả trận đấu boxing của anh, liệu Jack sẽ luôn theo The Fixer và nhả trận đấu chịu thua? Đêm hôm ấy, tại Madison Square Garden, hiệp 4 của trận đấu lúc này đang là nghỉ giữa hiệp. Đây rồi Jack, cứ thong thả đầu trận thôi. Chỉ cần đến cuối, cậu cứ ngã xuôi như chúng ta đã bàn với nhau. Nghĩ đến con trai cậu đi, Jack ạ. Giọng nói từ tên thuộc hạ của The Fixer vang lên bên tai Jack Murdock. Đó chính là điều tôi đang nghĩ đến đây. Tôi đang nghĩ đến con trai tôi đang ngồi ở khán đài kia kìa. Tôi còn nhớ đến cái điều mà tôi luôn nói với nó. Tôi luôn nói với nó rằng không bao giờ được đầu hàng, không bao giờ được từ bỏ. Và giờ là lúc tôi muốn chứng tỏ cho nó thấy rằng cha nó tuy có thể thất bại nhưng không bao giờ đầu hàng. Jack Murdock đáp lại tên thuộc hạ kia. Tinh tinh! Hiệp đấu tiếp theo được bắt đầu và Jack Murdock lại vào trận đấu. Trận đấu diễn ra rất ác liệt, hai đối thủ ăn miếng trả miếng. Sau khi đấm nhau hơn chục chiêu thì trận đấu đã ngã ngũ, đối thủ của Jack đã ngã xuống và ông đã chiến thắng trận đấu này. Tất nhiên, The Fixer rất tức giận vì Jack đã làm trái ý mình và khiến lão bị mất tiền. Và với vai trò là một ông trùm, liệu có khi nào The Fixer lại bỏ qua cho Jack Murdock? Tất nhiên là không rồi. Lão trừng phạt Jack với một hình thức khủng khiếp nhất. Jack đã bị bắn chết. Chứng kiến cái chết của cha mình, Matt rất tức giận và cậu quyết định đi tìm những kẻ đã bắn chết cha mình để bắt chúng phải chịu trừng phạt. Matt đã biết hết những điều đó, từ việc mà cha cậu có giao kèo với bọn xã hội đen đến lúc ông muốn bảo vệ và chứng tỏ với con trai mình. Mình xin giải đáp chút cho bạn nào chưa biết thì lúc này Matt đã có được siêu giác quan và việc cậu ngồi trên khán đài theo dõi trận đấu của cha mình chắc chắn đã làm cho Matt nghe được cuộc nói chuyện của Jack với tên thuộc hạ của The Fixer. Matt đã điều tra và biết hết mùi cũng như giọng nói của đám thủ phạm đã bắn cha mình. Tất nhiên, cậu cũng biết luôn tên của chúng là McHale và Zillian. Hai tên côn đồ lúc này đang uống rượu say và đang cùng đi trên đường. Matt dùng gậy gõ xuống đất để dụ chúng vào ngõ kín. Bụp bụp, hai tiếng kêu lên rồi im bặt. Một tiếng sau, cảnh sát đến và thấy hai tên tội phạm đang nằm la liệt trên vũng máu của chính chúng. Câu chuyện tiếp tục được chuyển sang phòng tập boxing. Trên sàn đấu là một tên ôn thần to lớn tên Slade. Tên này cũng chính là một trong những kẻ hành hung Jack Murdock và đang có một điều gì đó đang ập đến với hắn. Tạch tạch, bỗng nhiên căn phòng tối om, đèn đã bị tắt hết. Slade đang lò dò trong bóng tối thì hắn phát hiện ra tên đồng đội của hắn đã bị một ai đó đánh ngất. Click. Đèn trên sân khấu sáng trưng và trên sàn tập là một cậu thanh niên mặc áo đỏ bịt mặt đang cầm một chiếc gậy bóng chày, chính là Matt Murdock. Lên đây nào thằng bập địt, sao phải xoắn nhỉ? Tao sẽ vứt cái gậy này đi cho công bằng và chắc mày cũng sẽ thấy cân kèo hơn nhỉ? Matt điềm tĩnh nói. Tao sẽ bẻ mày ra làm đôi, thằng nhãi. Slade vừa ấn áp vừa bước lên sàn đấu. Trên sàn đấu lúc này là sự hiện diện của hai đối thủ, một to một nhỏ đối đầu với nhau. Rắc! Một âm thanh cất lên. Matt bất ngờ tung một cước thẳng vào đầu gối của Slade, khiến chân Slade gãy ra làm đôi. Bất ngờ trước đòn đánh cực hiểm độc của đối phương, Slade chỉ kịp hét lên một tiếng a và quỵ xuống đất. Bụp! Matt tung thẳng một quyền vào mặt Slade. Quyền tung ra, đồng thời trong tay quyền của cậu bé cũng rơi ra những đồng xu. Bất ngờ, một người đi vào phòng tập và chính là tên The Fixer. Chứng kiến một cao thủ bên mình bị hạ gục bởi một kẻ ẩn mặt khác, quá hoảng sợ, The Fixer liền chạy trốn. Nhưng mà chạy đâu cho phải nắng, cao thủ bị mặt Matt Murdock liền vác gậy đuổi theo. Cậu đề khí nhảy vào lên chiếc ô tô đang chạy của The Fixer và phạt một gậy thẳng vào kính trước của chiếc xe. Tài xế lái xe bị thương, chiếc xe loạng choạng rồi đâm thẳng vào hàng rào khiến cậu bị bật ngã. Fixer nhân cơ hội chạy trốn xuống đường hầm, Matt liền đuổi theo dồn hắn vào cuối ngõ hẹp. Fixer hoảng sợ giơ súng dọa bắn, nhưng hắn chẳng thể làm được gì vì quá sợ mà bị trụy tim. The Fixer ngã quỵ xuống. Matt đã gần hoàn thành nhiệm vụ báo thù của mình, nhưng nhiệm vụ vẫn chưa xong, vẫn còn một kẻ đã trốn thoát, tên hắn là Angelo. Matt liền lùng theo dấu vết của lão và cậu dò được đến một buổi party của Angelo. Lúc này Angelo đang quẩy cùng với một dàn người đẹp rất là vui vẻ. Matt nhảy thẳng vào giữa bữa tiệc và túm lấy Angelo. Nào ngờ, dàn người đẹp của Angelo liền chống cự súng vào đánh Matt. Trong cơn hoảng loạn, Matt đẩy một cô gái bay ra khỏi cửa sổ. Cô ta rơi từ trên tòa nhà xuống, chỉ còn tiếng thét vang vọng lên trong bóng đêm, rồi kết thúc bằng một tiếng gãy xương khi kẻ sang chạm xuống đường. Matt hoảng sợ, chỉ kịp ấp úng vài từ rồi chạy trốn khi mọi thứ đã quá tầm kiểm soát của cậu. Cậu vừa chạy trốn, vừa hét tên vị sư phụ của cậu là Stick nhằm tìm kiếm sự giúp đỡ. Matt chạy trốn về phòng tập, cậu hét tên sư phụ của cậu cho đến lúc cổ họng của cậu khản đặc, nhưng tuyệt nhiên không có tiếng đáp trả nào cả. Matt gục xuống, ôm đầu nằm trong góc nhà. Cùng lúc, đâu đó trong một căn nhà khác, có hai giọng nói vang lên, đó chính là Stick và một người đàn ông bí ẩn khác. Hai người đang bàn với nhau một chuyện gì đó. Ông cần xem lại quyết định của mình, Stick. Thằng bé là một tài năng đấy. Không, tôi đã nhầm về nó rồi. Ông nói điều này cả trăm lần rồi. Ông hãy nhớ, chúng ta cần mọi nguồn lực mà chúng ta cần. Thằng bé quá vô kỷ luật và quá cảm tính. Cứ nhìn vào những gì mà nó đã làm tối nay đi, Stick. Chúng ta đang đứng giữa thế giới và lực lượng bóng tối. Chúng ta đã quá già rồi. Chúng ta cần sức trẻ. Trong thế giới này chỉ có đúng hai nhân tài được như vậy, được sinh ra là Matt Murdock và Elektra, cô gái và đã bị ảnh hưởng bởi con đường tà môn. Chúng ta đã mất cô ta. Matt chính là cơ hội mới, một bài kiểm tra mới mà chúng ta cần. Đủ rồi, Stone, không tranh cãi nữa. Chúng ta không thỏa hiệp với những trường hợp như vậy. Thằng nhóc đã thất bại, nó vô dụng với chúng ta rồi. Thực sự, chúng ta không thể biết được Stick cùng người đồng môn của lão là Stone đang có suy tính gì và Matt có vai trò ra sao. Thế lực đằng sau tất cả những chuyện này là gì? Chúng ta hãy cùng tiếp tục diễn biến câu chuyện nhé. Một năm sau, tại trường đại học Columbia, một anh chàng to béo đang chạy. Có vẻ như có một ai đó đang đuổi theo anh. Anh chàng này tên là Franklin Nelson, tân sinh viên của trường và có biệt danh là Foggy. Bụp, hai thanh niên lái xe phía sau huých vào Foggy, khiến anh chàng bị ngã tím một mắt. Và tất nhiên rồi, bên cạnh anh lúc này chính là anh chàng Matt Murdock của chúng ta, lúc này đã trưởng thành. Lại là thằng Brett, Matt à, tôi chưa bao giờ làm gì hắn cả. Foggy phân trần với cả Matt. Tôi biết, tôi thề với ông là chúng nó chẳng cần bất kỳ một lý do nào để bắt nạt ông đâu. Matt đáp. Vào ngày học tiếp theo, Brad vẫn không chịu buông tha Foggy. Tối nay, lúc này về ký túc xá thì mày cứ cẩn thận đấy, thằng mập địt. Chắc là không cần phải nói có gì hay đâu nhỉ. Nói như vậy, nhưng không biết hôm sau điều gì đã xảy ra với Brad khi gã bị trói trong trạng thái trần như nhộng. Không biết ai đã làm gì về hắn nữa. Chỉ biết sau vụ việc đó, Brad đã xin lỗi Foggy, và anh chàng Foggy đã không phải chịu sự bắt nạt nào từ Brad nữa. Và một buổi tối, dường như Matt đang truy đuổi một ai đó. Anh nhận thấy mùi hương từ người đó, rồi tiếp đến là tiếng thở, rồi nhịp tim đang đập nhanh. Và rồi Matt lại lắng nghe thấy tiếng bước chân trên mái nhà. Tiếng bước chân nhẹ như tiếng chân mèo vậy. Matt đuổi theo, và trước mặt anh là bóng của một người phụ nữ. Matt lại tiếp tục cảm nhận được mùi hương đó. Rồi người phụ nữ trước mặt anh nhảy xuống. Matt nhảy xuống theo, và cậu nhảy trúng một bãi rác. Nhưng tuyệt nhiên cô gái kia đã biến mất. Matt lần theo mùi hương của cô gái và tiếp tục truy đuổi. Anh chạy đến một cây cầu, và lần này thì người phụ kia đã bỏ lại hết tư trang để chạy thoát. Matt đang giỏ la thì cảnh sát ập đến và tra hỏi Matt do họ nghi ngờ việc Matt đi vào công viên lúc nửa đêm. Tất nhiên, Matt có thể chạy trốn, nhưng anh không muốn phá luật. Anh nhớ lại lần cuối khi anh phá luật, anh đã mất kiểm soát và làm chết oan người phụ nữ, nên Matt giơ tay chịu trói. Đằng xa chính là người phụ nữ mà Matt đang theo đuổi. Ả đang mặc lại bộ quần áo của mình. Có lẽ Ả biết đến Matt và đang có một mưu đồ gì đó. Tuy nhiên thì cuối cùng ai cũng về nhà đấy và không có gì xảy ra hết. Sáng hôm sau, Matt và Foggy đang đứng trong khuôn viên trường thì có một chiếc xe đỏ phóng đến. Trên xe là một cô gái xinh đẹp, và chính là cô gái đêm hôm qua. Cô làm sao đấy hả? Cô có thể đâm vào chúng tôi đó. Foggy sửng sốt trước hành vi của cô gái. Hấp, Matt bỗng nhiên nhảy lên chiếc xe. Matt, cậu đang làm gì vậy? Foggy ngạc nhiên đáp. Nhưng chưa kịp dứt lời thì chiếc xe phóng nhanh đi. Chiếc xe đỏ sang trọng phóng đi thật nhanh và đi đến trước một vách núi. Matt cùng cô gái cùng bước xuống xe đi ra vách núi. Matt vẫn chưa biết ý định của cô gái là gì. Bỗng nhiên, cô gái nhảy xuống vách núi và lao thẳng xuống hồ băng bên dưới. Crash! Tiếng băng vỡ tan và cô gái chui tọt xuống hố nước giữa trời tuyết. Thế vậy, Matt cũng nhảy xuống theo và chui xuống hồ băng. Tuy nhiên, trong hồ băng thì Matt tuyệt nhiên không thấy cô gái đâu, và anh cũng không ngửi thấy mùi hay nghe thấy tiếng cô gái. Trồi lên mặt nước lấy hơi thì Matt nghe thấy tiếng cười ha ha. Thì ra, cô gái kia đã biến ra khỏi hố băng lúc nào không biết. Chỉ thấy lúc Matt trồi lên khỏi mặt nước thì cô ta đã ngồi trên xe cao chạy xa bay mà thôi. Lúc lâu sau, Matt trở về phòng. Cậu đi đâu vậy? Foggy ngồi trong phòng quay ra hỏi. Đi bơi thôi. Matt đáp. Đi bơi? Với cô em Elektra đó hả? Foggy trả lời. và tiếp tục nói cho Mark một số thông tin liên quan đến cô gái Elektra bí ẩn này. Elektra, cô ta sống ở đâu? Mark quay ra hỏi, kết thúc câu chuyện. Tiếp theo, chúng ta cùng đến với việc Mark có vẻ là đang đột nhập vào một căn biệt thự to lớn, sang trọng. Có lẽ nào đây chính là nhà của Elektra? Dễ dàng vượt qua hàng rào bảo vệ, Mark trèo lên tầng và đột nhập vào một căn phòng mà có lẽ đây là phòng riêng của Elektra. Mark men theo cửa phòng đi ra hành lang thì anh đánh hơi thấy có chó đi tới. Bốp! Mark phản xạ cực nhanh, tung một cước khóa mõm con chó đang vồ tới. Tiếp tục, anh tung tiếp một cước hất tung súng trong tay tên bảo vệ đang lao ra và không quên bối tiếp một cước vào cằm lão, làm lão bảo vệ bay thẳng ra ngoài cửa sổ. Cực lực quá mạnh khiến tên bảo vệ bị bay xuống sảnh tầng 1. Dầm! Gã bảo vệ rơi thẳng vào cây đàn piano mà Elektra đang ngồi đánh. Mọi người cùng ngạc nhiên ngước nhìn lên, Elektra cũng nhìn lên và thấy trước mắt mình chính là anh chàng mà mình đang ngày đêm thả thính. Tu 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 tu. Tiếng súng vang lên, đám vệ sĩ cùng giơ súng lên bắn thẳng vào Mark. Anh cúi đầu chạy trốn. Chết tiệt, mình lại phá vỡ luật mất rồi, lại dính thêm đống rắc rối giống ngày trước. Một người đàn ông hét to, chặn hết tất cả lối ra, ta muốn biết ai gửi hắn tới và tại sao. Rồi ông bước tới Elektra. Đừng sợ Elektra, mọi thứ đang trong tầm kiểm soát, còn vẫn an toàn. Vâng ạ, Elektra đáp. Rồi một tên vệ sĩ cầm radar nói, thưa ngài, mục tiêu đã trốn thoát. Hắn sử dụng một vài tuyệt kỹ không thủ đạo rất quái dị, hạ gục Polos, nhưng Polos cũng đã kịp bắn hắn vào một phát vào vai rồi. Elektra đáp, chắc hẳn hắn sẽ chảy máu nhiều đây. Tên vệ sĩ đáp, vâng, thưa tiểu thư, có vẻ hắn mất khá nhiều máu, chắc chắn hắn sẽ không chạy xa được đâu. Trong lúc đấy, Mark đã chạy trốn thành công, nhưng anh bị thương khá nặng, máu chảy ra rất nhiều, nhưng cuối cùng thì anh cũng đã về phòng thành công. Mark vào nhà tắm, băng bó vết thương, nhưng đột nhiên vòi hoa sen bỗng nhiên mở. Thì ra anh không ở phòng tắm một mình. Sau tấm màn là một bàn tay nhỏ nhắn của một người phụ nữ thò ra. Wow, không biết người phụ nữ kia là ai nữa. Vài tiếng sau, Foggy cũng về phòng, tuy nhiên thì cửa lại khóa trong. Bên kia cửa, Mark đang cởi chân thò mặt ra. Oh, Foggy, chờ tớ một chút nhé. Cánh cửa lại đóng. Một lúc lâu sau cánh cửa mới mở ra và Elektra bước ra. Foggy rất ngạc nhiên trước cảnh hiện tượng trước mắt. Anh vào phòng và thấy Mark đang ngồi giữa phòng, lúc này là không khác gì một cái tổ lợn. Mark, vậy cô gái đó là Elektra đấy hả? Mark Murdock mặt thỏa mãn đáp, cô ta chất lắm Foggy ạ. Wow, thì ra cô gái trong phòng tắm chính là Elektra. Và Mark cùng Elektra đã dìm nhau. Thực sự thì Elektra quá đỉnh khi về trước Mark lúc bị thương và biết chính xác Mark đang ở đâu. Cùng lúc đó, Elektra đang rảo bước về nhà. Cô đang ở quảng trường thời đại, nơi này rất sầm uất và đông người. Tuy nhiên, có một đám lưu manh trông có vẻ rất dâm đãng đang theo dõi Elektra. Phải chăng chúng đang có ý đồ đen tối với cô gái xinh đẹp của chúng ta? Elektra bỗng nhiên bước ngoặt vào một con ngõ nhỏ. Tất nhiên là cô biết sự hiện diện cũng như thừa hiểu ý đồ của đám côn đồ. Đến cuối ngõ là điểm cụt. Đi thế chắc đủ xa rồi đấy, cô em có thể hét lên cho mọi người nghe thấy, một tên trong đám nói với một vẻ rất dâm đãng. Cần gì phải hét, Elektra vừa đáp vừa cởi bộ áo lông đang mặc trên người ra. Tên tên siêu nhân biến hình. Trên người Elektra lúc này là bộ costume màu đen rất quyến rũ. Các quý ông giờ có thấy xoắn không ạ? Cô nói với giọng có vẻ giễu cợt cùng vẻ mặt rất bí ẩn. He, cô em lộng ngôn quá nhỉ. Vui vẻ cùng anh nào, bọn anh sẽ cho cô em thấy vài thứ hay ho. Đám côn đồ trả lời với giọng nói đầy vẻ nguy hiểm. Ok, cho em chiêm ngưỡng đi mấy anh, Elektra đáp lại với giọng đầy thách thức. Một tên côn đồ rút dao, kèm theo đó là hai tên khác chạy ra giữ tay Elektra nhằm khống chế cô gái. Tuy nhiên thì Elektra không hề sợ hãi mà còn khiêu khích mạnh hơn. Đúng rồi đấy, gần lại em đi mấy anh, gần hơn nữa nào. Tên cầm dao tiến lại gần đáp, sẽ đau đấy cô em à. Oh, hay quá. Vừa nói, hắn vừa lấy dao cắt đứt một đoạn áo của Elektra. Đúng, sẽ đau lắm đấy. Elektra vẫn không sợ hãi và cũng không có chút nhúc nhích. Cô em sẽ phải hét lên đấy, tên cướp nói xong thì một tiếng vang lên. Bụp, dưới hàng hắn đột nhiên đau nhói. Thì ra Elektra đã tặng cho tên khốn nạn một cước cực mạnh vào chỗ yếu hiểm của hắn. Hắn chỉ kịp la lên một tiếng ái rồi ôi. Tiếp theo, Elektra bồi ngay một phát lên gối thẳng vào cằm của địch thủ. Khi hắn theo phản xạ của con người khi bị đầu hàng thì sẽ cúi xuống obi. Nhân theo sự bất ngờ, Elektra vật hai tên côn đồ đang giữ tay mình xuống, rồi ném một tên bay thẳng ra một tên côn đồ khác đang lao tới. Rồi từ đâu, hai tên côn đồ khác ập tới áp sát cô. Một tên vung dây xích trông rất trầm trọng lao thẳng vào đầu cô. Elektra cúi xuống, tránh đòn, đồng thời tung một quyền vào bụng tên côn đồ đang đứng bên cạnh. Tên côn đồ to béo cầm xích thấy thân pháp của Elektra quá nhanh, đòn đánh quá hiểm nên rất tức giận. Gã tiếp tục cầm dây xích vung lên đập thẳng vào đầu Elektra. Elektra dùng một tay đỡ lấy xích, nhưng không quên phản đòn tên côn đồ bằng một cước cực mạnh vào bụng tên côn đồ to béo. Tên cướp cục ngay tức khắc, một ả cướp thấy đồng đội mình bị hao gục một cách nhanh chóng thì rút súng nhằm chiếm tiện nghi. Elektra thấy vậy, vung dây xích cướp được từ tên côn đồ to béo, vung thẳng vào tên cướp cầm súng nhằm tước vũ khí của ả. Nhanh như chớp, có áp sát tung một chưởng vào mồm tên cướp, hạ ả ngay tức khắc. Tên côn đồ to béo thấy vậy, sợ sệt lồm cồm bò dậy rút lui, nhưng mà chạy đâu cho khỏi nắng. Elektra thấy vậy, tiện tay vung dây xích cuốn thẳng vào cổ tên côn đồ, giật ngược hắn trở lại rồi giết chết hắn ngay tức khắc. Một lúc sau, cảnh sát ập tới thì phát hiện ra rằng cả 5 tên cướp đều đã bị Elektra giết chết, và cùng theo đó cô cũng dùng máu của đám côn đồ viết lên từng dòng chữ I love New York, và tất nhiên Elektra đã cao chạy xa bay. Sau các sự kiện này, Elektra cùng Matt Murdock đã chính thức hẹn hò với nhau. Đây là quãng thời gian đẹp nhất của cả hai người, đặc biệt là với Elektra. Quãng thời gian mà Elektra cảm thấy hạnh phúc nhất là khi cô cùng vui vẻ với Matt Murdock. Và tất nhiên, cô biết khoảnh khắc hạnh phúc này không thể tồn tại mãi, nhưng trái tim và cơ thể họ đã hòa vào là một. Cô rất hạnh phúc và cả Matt cũng vậy. Hạnh phúc là thứ Matt có lúc này, nhưng cũng chính là vấn đề của anh. Đêm hôm đó, tại ký túc xá, một chuyến viếng thăm bất ngờ đã đến với Matt. Tránh xa con bé già thằng nhãi, một giọng nói lạnh lùng vang lên trong phòng. Cuối giường của Matt lúc này chính là vị sư phụ mù của anh, Stick đại sư phụ, đang cầm gậy chĩa thẳng vào mặt anh. Gì cơ? Matt đáp lại với giọng nói đầy ngạc nhiên. Cầm mồm và nghe cho rõ đây. Con bé kia là thứ rắn độc, nó thuộc lũ bảng buôn tà đạo và nó sẽ hại chết người đấy. Stick nói với giọng đầy nguy hiểm, và rồi lão lại tiếp tục. Đặc quá tệ hại khi ngươi làm ta thất vọng. Ta sẽ không để ngươi gia nhập vào đám bảng môn tà đạo kia. Ta sẽ giết ngươi đầu tiên đó. Vì vậy, hãy tránh xa Elektra ra. Matt trả lời. Ông không thể nào bảo tôi hứ. Matt chưa kịp nói xong thì cây gậy của Stick chọc thẳng vào yết hầu của anh. Trước mắt Matt lúc này chỉ còn là một màu trắng và mọi thứ đi vào yên lặng. Matt ngất líp đi. Một lúc sau, anh bừng tỉnh. Phải chăng đó chỉ là một giấc mơ? Đúng, tất cả chỉ là một giấc mơ. Làm sao mà Elektra lại có thể là người xấu được cơ chứ? Đó là tất cả những gì mà Matt đang nhận thức. Câu chuyện là như vậy, nhưng Matt vẫn tiếp tục hẹn hò cùng với Elektra. Hai người đã có những quãng thời gian hạnh phúc dành cho nhau. Elektra là thiên thần, cô ấy là người lý tưởng cho Matt. Tuy nhiên, cứ khi nào Matt đề cập đến tương lai, Elektra đều chỉ cười một cách buồn bã. Dưới ánh lửa bập bùng trong lò sưởi, đôi tình nhân mặt đối mặt nhìn nhau đầy hạnh phúc. Anh chưa bao giờ hỏi anh bất cứ thứ gì Matt. Anh không tò mò về em à? Elektra hỏi Matt Murdock. Không chờ Matt trả lời, cô lại tiếp. Anh là một thứ gì đó. Em không xứng với những thứ mà em không thể nắm giữ. Nếu em cứ thế mà tự kìm hãm bản thân, có lẽ em sẽ không bao giờ đến được với anh. Và đó sẽ là một điều sai lầm. Matt âu yếm nhìn Elektra nói. Em là tất cả với anh, Elektra. Em là tất cả những gì anh muốn. Elektra trả lời. Em vừa giết 5 người tuần trước, trong đó có một phụ nữ. Matt nói. Đừng nói linh tinh chứ. Elektra trả lời. Tất nhiên là anh sẽ không tin em rồi. Mà thôi, em mệt rồi. Cô nhẹ nhàng gục đầu như một chú mèo rồi ngủ. Matt nhìn âu yếm nói khẽ. Anh yêu em, Elektra. Và rồi, vào một ngày trời đầy tuyết và nước mắt, trong đám tang của cha Elektra, cặp đôi đứng cùng nhau. Anh thấy rồi chứ Matt? Em yêu cha em, vì vậy mà ông đã chết. Cái chết của ông ấy là điều không tránh khỏi. Em là gia đình của ông, vì vậy mà chúng giết ông ấy để chứng tỏ cho em thấy. Elektra đau khổ nói. Ai đã giết cha em? Matt đáp. Những giọng nói. Chúng muốn cho em thấy em là ai. Chúng ta không thể đi cùng nhau được. Anh sẽ gặp nguy hiểm, hoặc hơn là sẽ phải chết. Em phải làm điều này. Em phải chia tay với anh. Em sẽ tự đi vào địa ngục một mình. Và rồi, cặp đôi Matt và Elektra phải chia tay với nhau. Elektra đi lên máy bay, để lại Matt một mình với trái tim tan vỡ. Quay trở về với khu nhà cũ của Matt, khu Hell's Kitchen. Nơi đây đang diễn ra một cuộc họp giữa các ông trùm trong thế giới ngầm của Manhattan, và đang có một cuộc tranh cãi xoay quanh việc các ông trùm định sử dụng những đứa trẻ cho con đường tội phạm của chúng. Và rồi, Rigoletto, ông trùm của những ông trùm phản đối ý tưởng của các thành viên trong cộng đồng, lão tức giận đuổi hết mọi người ra, và rồi mọi người cũng đi ra hết để lại một mình lão. Rigoletto ngồi trầm ngâm một mình trong căn phòng tối, rồi tự nhiên trong bóng tối phía sau lão, một bàn tay to lớn thò ra chụp lên đầu lão. Rắc! Cổ của ông trùm mafia gãy, và rồi từ trong bóng tối một dáng người to lớn xuất hiện. Boom! Wow! Kingpin đã xuất hiện! Kingpin, ông trùm của các ông trùm đã lộ diện rồi các bạn ạ! Thời khắc của lão đã đến lúc để Kingpin lên đỉnh, đã đến lúc để lão chiếm lấy danh hiệu chúa tể của tội ác. Ok, vậy là chúng ta đã cùng đi hết nửa đầu của câu chuyện The Man Without Fear. và cũng như đã tìm hiểu được về tuổi thơ và thời thanh niên của Matt Murdock. Và hơn nữa là chúng ta đã cùng đi đến với 3 nút thắt của câu chuyện, bao gồm ý đồ thực sự đằng sau của Stick và Stone, họ thực sự là ai, mục đích của họ là gì, mối quan hệ của họ với Elektra là như thế nào, tiếp đến là cái chết bí ẩn của bố Elektra cũng như hung thủ đằng sau vụ việc, và cuối cùng là kẻ thù lớn nhất của Daredevil, đó chính là Kingpin. Kingpin đã lộ diện và mục đích thực sự của hắn là gì? Để biết thêm chi tiết, hãy cùng đón chờ phần 2 sẽ được tiếp tục trong tuần sau nhé. Và tất nhiên, nếu các bạn thích video này thì hãy like, share, subscribe để ủng hộ chúng mình nhé. Và nhân tiện, trên Face Store của chúng mình đang có bán The Man Without Fear. Nếu các bạn có hứng thú thì hãy click vào link Shopee ở bên dưới của chúng mình hoặc inbox thẳng cho chúng mình nhé. Và tất nhiên rồi, mình là Trung, xin chào và hẹn gặp lại.